là bình đông con cái quay mây đi tiếp. Cái hạt chè mình bị buồn gì kì vậy? Nên nó không chè hay là đập lâu rồi không? Đập lâu rồi gì? Tôi đã bị sai cho nên bo quay nó rút đồn small mấy lần
Khơi nó ta nhọn không nữa bịt ngay rồi กิตรีมกิตรีจะตรีกาย Nó mới em bị tiền sọt cái bụi như lợn bự dây bự sai vậy na côn mình luôn